Tám bí ẩn ly kỳ và thú vị về loài kiến. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như kiến bị biến thành zombie? Bí ẩn vòng tròn tử thần của loài kiến có điều gì đặc biệt? Hay đâu là những loài kiến sát thủ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Đã bao giờ các bạn từng bị kiến cắn hay chưa? Comment chia sẻ cảm nhận đó xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn thân mến, khi mà nhắc tới loài kiến thì chúng ta sẽ hình dung ra những loài côn trùng nhỏ bé nhưng rất chăm chỉ, siêng năng, có đời sống bầy đàn và đoàn kết. Đặc biệt, chúng đã sinh sống trên trái đất trước cả con người từ rất lâu, ước chừng khoảng cách đây 130 triệu năm. Và cho đến nay thì loài kiến đã rất phổ biến và quen thuộc, từ thành thị cho tới miền quê, từ những cánh rừng sâu rậm rạp cho tới những sa mạc nóng bỏng gắt. Tuy là quen thuộc là như vậy nhưng hẳn còn rất nhiều những biển ly kỳ thú vị xoay quanh loài kiến mà chúng ta còn chưa biết hết đâu nha. Đó là những biển bất ngờ ra sao đây? Hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, đó chính là nhà vô địch về cử tạ. Các bạn thân mến, nói không phải khen chứ riêng cái khoản mang vác thì con người và nhiều loài động vật khác trên thế giới ắt hẳn là phải nể phục loài kiến vài phần luôn. Vì so với kích thước và cân nặng nhỏ bé, một chú kiến có thể mang vác trên mình những đồ vật có trọng lượng gấp 50 lần so với trọng lượng cơ thể của chúng. Điều này tương tự như một người nặng có 60 cân và có thể nâng được chiếc xe 3 tấn đi quãng đường vài trăm mét luôn. Quả là một lực sĩ đáng ngưỡng mộ phải không? Mà đấy là còn chưa kể loài này thì thường tập trung sống theo bầy đàn khoảng vài triệu con, cho nên bạn sẽ không thể tưởng tượng ra được sức mạnh khủng khiếp của chúng như thế nào khi mà chúng hợp sức lại với nhau đâu nha. Và kế tiếp là một vòng tròn hết sức bí ẩn nhưng đầy chết chóc lấy đi bao nhiêu sinh mạng của loài kiến đấy. Thứ hai, bí ẩn vòng tròn tử thần của loài kiến. Các bạn thân mến, từ xưa đến nay thì loài kiến luôn nổi tiếng là loài động vật đoàn kết nhất hành tinh. Vì dù miếng mồi có to hay nhỏ đi chăng nữa thì chúng vẫn luôn kiên trì, nhẫn nại, nối đuôi nhau, mang vác về tổ. Tuy nhiên có một sự thật là không phải lúc nào tinh thần đoàn kết cũng là tốt. Thậm chí nó có thể trở thành con dao hai lưỡi, một mặt có thể giúp đàn kiến phát triển lớn mạnh, nhưng mặt khác lại trở nên vô cùng nguy hiểm, có thể giết chết cả đàn bất cứ lúc nào. Và những vòng tròn tử thần không lối thoát mà các bạn đang theo dõi trên màn hình chính là một ví dụ. Được biết, những con kiến thợ có bản năng bám theo sau lưng các thành viên khác đứng trước mặt nó, nên vai trò của con đầu đàn luôn rất quan trọng, phải linh hoạt, nhạy bén và thông minh. Còn trong những trường hợp đã nhiệt tình nhưng lại được cái mùi đường thì cái kết sẽ là đi luôn cả đàn đấy. Và khi những con kiến thợ đi phía sau sẽ thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt theo phương hướng của những con kiến đi trước, đi thành từng vòng cho đến khi kiệt sức mà chết. Và dễ thấy nhất là chúng ta có thể bắt gặp những vòng tròn tử thần này ở loài kiến quân đội, vì đây là loài mù bẩm sinh và chỉ có thể hành quân liên tục nhờ các tín hiệu mùi, pheromone của các cá thể cùng đàn. Nên khi tín hiệu mùi bị nhiễu loạn thì sẽ dẫn đến kết quả là bọn kiến nối đuôi nhau đi vòng vòng và chết trong chính cái vòng luẩn quẩn đó luôn. Đúng là sai một ly thì đi cả một đàn kiến các bạn ạ. Khủng khiếp quá cô. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá về những loài kiến cực kỳ đáng sợ, con người cũng phải khóc thét luôn. Thứ ba, kinh hãi trước những loài kiến sở hữu nọc độc chết người. Các bạn thân mến, chắc hẳn từ trước giờ thì con người đều sợ rắn hơn là sợ kiến, nhất là cái loài rắn hổ mang chúa với nọc độc có thể giết chết 20 người đàn ông trưởng thành cùng một lúc. Tuy nhiên, sự thật là loài kiến còn đáng sợ hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng, thậm chí đến rắn còn phải bỏ mạng và khóc thét trước loài kiến nữa cơ đấy. Và điển hình chính là loài kiến bulldog đen của Australia. Chúng cực kỳ hung hăng và không biết sợ bố con nhà nào, kể cả con người. Và chưa kể loài kiến này cũng có những cú đốt rất hiểm, cùng nọc độc có thể gây sốc phản vệ tức thời cho nạn nhân, nên nếu bị đốt quá nhiều và không kịp điều trị là có thể chết như chơi luôn. Hay như loài kiến đạn, tuy nhỏ nhưng lại có võ, cũng thuộc một trong những loài côn trùng nguy hiểm bậc nhất trên thế giới, vì nọc độc của nó có thể gây ra những vết thương vô cùng đau đớn, dai dẳng không kém gì vết đạn bắn, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống thần kinh trung ương của nạn nhân. Kinh dị nhất thì chính là kiến quân đội, sở hữu cái tên quân đội do chúng sống thành bầy đàn, với con số có thể lên tới hàng chục triệu con nhưng vẫn tổ chức bầy đàn cực kỳ chặt chẽ và quy củ như là quân đội. Điều thú vị là loài kiến này xây tổ bằng chính các thành viên của đoàn của mình, và các con kiến sẽ móc nối nhau, kết nối thành một chiếc tổ an toàn kiên cố. Với khả năng thiện chiến của mình cùng với những chiếc răng trông như những lưỡi kiếm tí hon, không một loài vật nào có thể thoát khỏi chúng nếu trở thành mục tiêu đi săn hay lỡ bước chân vào lãnh địa của loài kiến hung hãn này. Đến cả những loài vật cực kỳ nguy hiểm như là rắn độc này, chăn hay là rết, bọ cạp cũng phải quằn quại mà xin thua. Thậm chí chúng còn tạo ra cả một chiếc cầu dài để xâm chiếm cả tổ ong to tướng như thế kia nữa chứ. Và chưa kể, trẻ em cũng có thể gặp nguy hiểm dưới sự tấn công của chúng. Chính vì thế loài kiến này trở thành nỗi ám ảnh cho những bà mẹ châu Phi. Ngoài ra thì có cả loài kiến lửa nữa này, cắn đã đau như bị lửa đốt, rát buốt tới tận óc, lại còn chứa chất độc alkaloid và piperidin rất có hại cho da. Tuy nhiên thì nguy hiểm nhất chính là loài kiến vừa quen mặt vừa đáng sợ, kiến ba khoang, với lượng độc tố piperidin được xác nhận là mạnh gấp
12 đến 15 lần nọc độc của rắn hổ mang. Nhưng mà rất may là nọc độc của chúng tuy độc nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ để gây chết người tức thì như là nọc rắn, mà chủ yếu gây bỏng da, lở loét và dễ nhầm lẫn với tổn thương trong bệnh Jonah thần kinh. Ôi khiếp, tưởng không độc mà độc không tưởng các bạn ơi. Ôi sợ quá, phải qua ngay phần kế tiếp cho bớt sợ thôi. Thứ tư, những loài kiến kỳ dị bậc nhất hành tinh. Các bạn thân mến, phải thú thật là cũng sống gần qua 30 nồi bánh chưng rồi mà đây là lần đầu tiên mình trông thấy những con kiến có hình dạng căng tròn, mũm mĩm như là viên kẹo như thế này đấy. Được biết, đây là loài kiến mật, thường làm tổ trong các hốc đất khô hạn ở phía Tây Bắc Mỹ. Và đúng như tên gọi, với chiếc bụng căng tròn giống như hũ mật, chúng phụ trách thức ăn cho cả đàn, tiêu thụ các thức ăn do kiến thợ mang tới, sau đó lưu trữ các chất dinh dưỡng dưới dạng nước, chất lỏng và chất béo. Và do đó theo thời gian, càng ngày bụng kiến mật càng căng tròn, đạt kích thước ngang ngửa quả nho luôn. Thế nhưng mà dị nhất thì phải kể đến loài kiến Formica aspidi, loài kiến ăn thịt xuất hiện chủ yếu ở khu vực Đông Nam nước Mỹ, có sở thích khá là biến thái khi mà thích sưu tầm đầu lâu của những loài kiến khác về trang trí tổ. Rồi thì sao có thể bỏ qua loài kiến tàng hình? Loài này không có kiến thợ nên chúng đi ăn cướp ấu trùng của loài kiến khác để biến chúng thành nô lệ, phục vụ cho mình. Đặc biệt loài kiến này có khả năng tiết ra một chất giúp chúng tàng hình trước mặt đối phương. Ghê chưa? Rồi thì tiếp đó là kiến rùa, với cái đầu có hình dạng kỳ lạ để nhảy dù bằng cách điều hướng cơ thể khi bị rơi từ trên cây xuống. Tiếp đó là chị em nhà kiến nhung bông, có diện mạo khá là dễ thương, mềm mại với rất nhiều màu như là trắng như cục bông, rồi xanh, đỏ, vàng các kiểu. Nhưng mà những người nông dân lại cực kỳ căm ghét chúng bởi chúng có thể giết chết cả một con bò luôn. Gớm ghiếc không kém thì chính là kiến câu cá, khi mà loài kiến này dùng hai chiếc móc của nó để cắt nhỏ con mồi và thưởng thức. Wow, không ngờ loài kiến lại đa dạng đến như thế đấy. Và các bạn ấn tượng với loài nào nhất thì hãy comment chia sẻ ngay cho admin biết nha. À mà các bạn biết tin gì chưa? Nghe nói có loài kiến còn bị zombie xâm chiếm và chi phối cơ thể đấy. Cùng tìm hiểu ngay xem thực hư thế nào nhé. Thứ 5, chuyện gì sẽ xảy ra nếu loài kiến bị biến thành zombie? Các bạn thân mến, không mạnh mẽ như là người sói, nham hiểm như là macaron, song zombie lại là những sinh vật ghê rợn ám ảnh trong tâm trí của rất nhiều người dân trên toàn thế giới. Và tưởng chừng những thây ma zombie ghê rợn chỉ có trên phim ảnh, nay chúng đã xuất hiện bằng xương bằng thịt ngoài đời thật, thậm chí còn xâm chiếm xác của một loài vật bằng cách không thể man dợ hơn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nấm bào tử Ophiocordyceps bám chặt vào kiến thợ trong khi chúng băng qua những thảm rừng trước khi trở về tổ trên những vòng cây cao. Sau đó, nấm bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cơ thể của kiến, dần dần xâm chiếm nó và tiết ra hóa chất đặc biệt nhằm điều khiển hành vi của con kiến. Sau khi nhiễm độc, một số con sẽ có những hành động lạ thường như là lao đi, không xác định được phương hướng, cắn lá ngấu nghiến, hoặc một số con sẽ rơi tự do từ trên ngọn cây xuống đất. Và lâu dần, bản án tử hình cho con kiến xấu số quả là không thể tránh khỏi. Ác ôn hơn, sau khi vật chủ cũ chết, nấm ký sinh không chết theo mà tiếp tục lây lan sang những con kiến, biến chúng thành zombie và... Xin vĩnh biệt. Đúng là lũ zombie quái ác mà. Cơ mà có một thắc mắc là không biết loài kiến có thể ăn được hay không. Hãy cùng tìm hiểu ngay ở phần tiếp theo nhé. Thứ 6, những món ăn kỳ lạ từ kiến. Cái gì cơ? Loài kiến thế kia mà cũng ăn được cơ á? Có chém gió không vậy? Tất nhiên là phải thật 100% thì kính lúc mới dám nói chứ. Thật sự mà nói, không biết béo bổ đến đâu, nhưng mà món kiến lại được khá là ưa chuộng trên thế giới đấy nha. Phổ biến nhất chính là món kiến sấy khô, được bày bán rộng rãi tại các siêu thị ở châu Á, châu Phi và Trung Mỹ. Còn đắt sát ra miếng thì phải kể đến món ấu trùng kiến Escamon, đặc sản ẩm thực ở Mexico, với giá thành không hề rẻ và khoảng 35-100 đô cho một đĩa, tương đương khoảng 800-2,3 triệu đồng. Hay riêng tại Việt Nam thì món trứng kiến mới là đắt khách hơn cả. Nào là bánh trứng kiến, xôi trứng kiến đặc sản Tây Bắc, gỏi kiến vàng, nộm trứng kiến hay canh chua kiến đặc sản Tây Nguyên vân vân. Nói chung là rất đa dạng các món ăn từ đắt đến rẻ các bạn ạ. Và không biết ở đây có bạn nào từng ăn những món mình kể trên hay chưa thì nhớ review xương xương xuống phần bình luận cho mọi người cùng biết nha. Chứ riêng mình là mình chịu thôi, cho cũng không dám ăn đâu. Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với những kỷ lục vô cùng ấn tượng của loài kiến nha. Thứ 7, những kỷ lục đáng kinh ngạc. Mở đầu cho danh sách lần này chính là cái tên vàng trong làng nhanh nhất trên thế giới, vua tốc độ, kiến bạc Sahara. Được biết đây là loài kiến sinh sống ở một trong những khu vực khắc nghiệt nhất trên thế giới, sa mạc Sahara, nên để tồn tại, chúng bắt buộc phải chạy thật nhanh để có thể tìm kiếm thức ăn dưới cái nắng chói chang mà không bị bỏng. Nhờ đó, chúng đã trở thành vua tốc độ trong thế giới loài kiến. Ước tính một giây, kiến bạc Sahara có thể chạy hết 1 mét, tương đương với một con người trưởng thành có thể chạy tốc độ 645 km/h. Ấn tượng không kém thì chính là loài kiến có cú cắn nhanh nhất Dracula, với tốc độ hoàn thành một cú cắn trong 0,0
0,00015 giây, tức là xương xương cũng nhanh gấp 5.000 lần tốc độ chớp mắt của con người đấy. Còn hung tợn nhất thì phải kể đến loài kiến vàng điên. Đúng như tên gọi, chúng hung dữ, điên loạn và là một trong những loài động vật nguy hiểm bậc nhất đã và đang phá hủy hệ sinh thái ở nhiều nơi. Rồi thì bất ngờ hơn chính là loài kiến nhảy xa nhất, kiến nhảy Giganteops, với khả năng nhảy tưng tưng như thế này đây này. Khi mà cần di chuyển tới một khoảng cách xa, thay vì phải long vong tìm đường như là đồng loại, em nó đã vận dụng skill tự có, nhún nhảy là nhảy phát qua luôn. Ngoài ra, trên trái đất còn vô vàn những kỷ lục ấn tượng khác như là kiến siêu to khổng lồ Matabele của châu Phi, không chỉ sở hữu thân hình cường tráng nhất của họ nhà kiến mà còn sở hữu skill chăm sóc và chữa trị vết thương cho đồng loại cực đỉnh luôn. Và cuối cùng, chúng ta cùng khám phá vô vàn những lợi ích thiết thực mà loài kiến đã đem lại cho cuộc sống của con người nhé. Thứ 8, vô vàn những lợi ích của loài kiến. Hẳn là ở nhà các bạn sẽ rất ngứa mắt khi mà nhìn thấy lũ kiến hoành hành bên lọ đường, hay là kéo cả họ bu vào những cái đồ ăn thức uống rơi vãi ra nhà, trông rất chi là bẩn thỉu luôn. Rồi thì nhiều người còn bị kiến ba khoang cắn lở loét rất chi là khó chịu, nên là chỉ muốn tiêu diệt chúng đi thôi. Nhưng cứ khoan đã, đừng vội đánh đồng tất cả, bởi kiến cũng có loại nọ loại kia, cũng có loài mang đầy lợi ích đấy nha. Đầu tiên chính là khả năng tiêu diệt côn trùng gây hại, khi mà chúng có thể chén sạch những cái lũ mối mọt gây hại cho người nông dân. Rồi thì loài kiến lửa pesky còn đặc biệt tốt trong việc kiểm soát dịch gây hại cho đồng ruộng. Tiếp đó thì loài kiến còn giúp cải thiện tính chất của đất nhờ lưu trữ một lượng lớn thức ăn gần các vị trí tổ của chúng, làm cho đất có nhiều chất hữu cơ hơn. Đất bị tác động bởi những hoạt động của kiến sẽ có độ pH trung tính và giàu nitơ phốt pho. Và thú vị hơn cả chính là những người Maasai ở phía đông của châu Phi còn sử dụng chúng để làm công cụ chữa lành vết thương. Khi mà một người trong bộ lạc bị thương thì họ sẽ bắt một vài con to xác trong kiến quân đội để chúng cắn ở hai bên vết thương, sau đó bỏ phần thân kiến mà chỉ giữ lại phần đầu kiến bên trên vết thương. Từ đó thì vết thương không chảy máu mà lại lành một cách rất là nhanh chóng đấy, mà không cần phải dùng đến dụng cụ y tế một tí nào luôn. Xịn chưa, xịn chưa? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ thú vị quen thuộc đằng sau những loài kiến chăm chỉ siêng năng mà chúng ta vẫn thường thấy. Và các bạn cảm thấy bất ngờ, ấn tượng với sự thật nào nhất thì đừng quên comment, bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nhé. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.